Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi, 17 năm trước cách xê của tôi là đã 20 triệu đồng. Cách đây 17 năm, cách xê của tôi là 20 triệu một xô. Nhưng thời điểm đó vào năm 2000, vàng có hơn 4 triệu một cây thôi, Lâm Khánh Chi chia sẻ. Cái tên Lâm Khánh Chi hiện nay không còn xa lạ với khán giả, nhưng để có được thành công và sự nổi tiếng, gắn liền với cái tên đó là cả một quá trình phấn đấu của nữ ca sĩ chuyển giới suốt nhiều năm qua. Tại buổi giao lưu với khán giả của báo, Lâm Khánh Chi đã tiết lộ những thăng trầm trong cuộc sống của mình và nỗ lực để vượt qua tất cả. Đổi tên thành Lâm Khánh Chi vì bị lỗ 5 tỷ. Trong thời gian gần đây, tôi vẫn hoạt động ra sản phẩm bình thường. Tôi còn quay khá nhiều MV Bolero, đến tận mười mấy bài liền. Tên hiện tại sử dụng của tôi là Lâm Khánh Chi, vốn đã được đổi cách đây 2 năm. Tôi chọn nó vì thấy nó phù hợp và suôn sẻ hơn. Trước đây, tôi dùng tên là Khanh Chi Lâm, nhưng thấy nó không được suôn sẻ lắm. Cụ thể, ở show đầu tiên sau khi chuyển giới, quản lý của tôi bán vé VIP quá đắt mà lại không giao vé cho chợ đen, nên bị chợ đen nó ghét. Khách đến là nó đuổi về, do đó tôi bị thua lỗ mất 5 tỷ liền. Sau đó tôi tiếp tục đi tour nhưng vẫn thất thoát do bầu show. Như vậy 3 năm đầu chuyển giới tôi hoàn toàn bị chững lại. Vì thế tôi quyết định đổi tên từ Khanh Chi Lâm thành Lâm Khánh Chi để suôn sẻ hơn. Cái tên này là anh Đàm Vĩnh Hưng tư vấn cho tôi. Kể từ khi đổi tên tôi viên mãn cả về tình yêu lẫn công việc. Phát hiện giới tính khác thường từ năm lớp 9. Nhà tôi có 4 anh em trai, tôi là người thứ 2. Sau khi sinh anh cả, ba mẹ tôi có đi chùa cầu cho đứa thứ hai là người con gái. Hồi mang bầu tôi chưa có siêu âm nên mọi người cứ đoán tôi là con gái. Còn đặt luôn tên thật là Huỳnh Phương Khanh. Vì thế nên tôi nghĩ ba mẹ đã biết giới tính thật của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi rất may mắn vì ba mẹ tôi khá dễ, yêu thương con và không tạo áp lực nào cho tôi cả. Tôi cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Tôi phát hiện giới tính khác thường của mình từ hồi lớp 9. Thực ra từ nhỏ tôi đã nghi ngờ rồi vì thấy mình cũng yếu ớt, thích chơi đồ con gái như bông tai kẹp tóc. Nhưng lúc đó mình còn quá nhỏ nên chưa biết gì cả. Tới năm lớp 9 tôi mới xác định được chính xác. Thời điểm đó xã hội chưa thoáng như bây giờ, nên ai thuộc giới tính như tôi cũng đều sống khép nép hết. Vì thế nên tôi luôn lo lắng suy nghĩ về nó. Đầu tiên tôi chia sẻ với những người bạn có cùng giới tính với mình. Còn nếu đi chơi với con trai con gái thì tôi vẫn bình thường. Hồi nhỏ gia đình tôi còn khó khăn, nhưng khi lớn lên thì lại giàu có nên tôi ít bị kỳ thị, nói này nói nọ về giới tính của mình. Tất nhiên chuyện này lời qua tiếng nọ cũng có, nhưng tôi mặc kệ, miễn sao mình sống tốt không phạm pháp là được. Tôi không công bố với mọi người là giới tính thứ ba. Tôi có sao sống vậy, ai hợp thì chơi, không thì thôi. Vì thế nên trước giờ tôi sống rất thoải mái. Tôi muốn nhắn nhủ với cộng đồng LGBT rằng giới tính này là Thượng Đế ban cho nên không có gì phải tự ti rụt rè, cứ sống tốt là được. Ghét thị phi và không muốn gây thị phi với ai. Tôi rất ghét dính vào thị phi và không muốn gây thị phi với ai hết. Những chuyện thị phi của tôi chẳng qua là do người ta lôi tôi vào để bia tên tuổi của họ mà thôi. Tôi chẳng cần đánh bóng tên tuổi bằng những trò đó vì vốn dĩ tôi đã hot rồi. Cách đây 5 năm khi mới chuyển giới xong, tôi đã nghĩ đến vấn đề ra mắt tự truyện. Nhưng tôi thấy nhiều ca sĩ đua nhau ra tự truyện nên không làm nữa. Tính tôi không thích làm cái gì người ta đã làm. Giống như trước đây, tôi là ca sĩ đầu tiên tổ chức live show tại Việt Nam, thấy nhiều ca sĩ làm theo thì tôi lại không làm nữa. Rồi cách đây 1 năm, tôi được mời làm tự truyện và được đầu tư hoàn toàn. Tôi phải suy nghĩ mất 6 tháng trời mới quyết định làm. Nhấn mạnh là tôi được mời, chứ không phải tự bỏ tiền ra để PR cho mình. Đây là chuyện về cuộc đời thật của tôi, ai muốn thì mua, không thì thôi, không ép buộc ai hết. Trong tự truyện này tôi chỉ đưa những người quan trọng với mình vào thôi, còn lại thì không nhắc tới. Cát xê từng lên tới 20 triệu cách đây 17 năm. Bây giờ độ hot lẫn thu nhập của tôi chưa chắc bằng ngày xưa. Cách đây 17 năm cát xê của tôi là 20 triệu một xô. Nhưng thời điểm đó vào năm 2000, vàng có hơn 4 triệu một cây thôi. Bây giờ tôi hát 50 triệu một xô, nhưng vàng đã lên tới 30 triệu một cây. Tính ra thì 50 triệu bây giờ không thể bằng 20 triệu ngày xưa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã vấp ngã đau đớn quá nhiều nên chai lì và mạnh mẽ hơn. Trước đây tôi cũng từng yếu đuối, nhưng phải tập cứng rắn để đương đầu với cuộc sống. Tôi phải học cách giải quyết mọi việc bằng cái đầu. Tuy nhiên trong tôi vẫn còn nhiều nét yếu đuối, tôi vốn sống nội tâm tình cảm nên thường cảm xúc nhiều. Tôi có thể sống bình thường, không giàu có, nhưng không thể thiếu tình yêu. Những người ngày xưa tôi quen bây giờ gặp lại đều rất thích tôi. Nếu tôi là con gái từ xưa thì sẽ không bao giờ mất họ.
Tôi chia tay 5 mối tình, họ đều nói rằng nếu tôi là con gái thì sẽ ở bên tôi suốt đời. Thậm chí có người nói với tôi rằng không cần tôi làm con gái vẫn sẽ ở với tôi, nhưng chính người đó lại bỏ tôi. Chính vì thế nên tôi càng quyết tâm trở thành con gái. Bây giờ dù có gặp lại những người cũ thì tôi sẽ coi họ là bạn chứ không yêu được. Vì họ đã từng làm mình đau khổ, đánh mất mình rồi, tôi vẫn sẽ trân trọng họ. Nhưng để yêu thì không, tôi nghĩ tất cả cố gắng của mình đã được đền đáp. Đã sống là phải phấn đấu và tin tưởng vào mình, không có hạnh phúc nào không phải đánh đổi. Chẳng hạn tôi đã mất 7 năm trời để đấu tranh chuyện giới được. Ngày nào tôi cũng đốt nhang niệm Phật, tôi niệm Phật trước mỗi buổi biểu diễn. Từ nhỏ tôi đã sống trong chùa nên rất tin tưởng Phật, Phật luôn là số 1 trong lòng tôi. Từ xưa tôi làm live show đầu không xin tài trợ, mà không xin tài trợ thì lỗ rất nhiều. Cho nên live show lần thứ 5 năm nay tôi sẽ xin tài trợ. Ngoài làm ca sĩ tôi rất thích đóng phim, bởi vậy thời gian tới tôi sẽ lấn sân sang phim ảnh. Ngoài ra tôi cũng ham mê kinh doanh nên đây cũng dự định mở spa làm đẹp, nhưng tất nhiên ca hát là thứ tôi không thể bỏ được. Từng bị bỏng nặng đến mức không muốn soi gương, nhìn nhan sắc mặt mộc hiện tại của Lương Bích Hữu mà giật mình. Nhiều người cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của Lương Bích Hữu. Khi đang ở trong thời kỳ đỉnh cao thì Lương Bích Hữu bất ngờ gặp phải tai nạn nghiêm trọng, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Trong một show diễn tại Phan Thiết, khi đang ngồi phía sau hậu trường, Lương Bích Hữu bị một hũ dầu đang cháy hất vào người, khiến chân phải bị bỏng ở cấp độ 2, phần má bên phải cũng bị xém cháy. Phần chân của Lương Bích Hữu bị bỏng nặng nhất, thâm đen và đau rát. Khi đó cô nàng phải ngồi xe lăn di chuyển do vết thương ở chân rất khó lành. Ngay sau tai nạn, Bích Hữu giấu kín thông tin, âm thầm cách ly với công việc để điều trị và nghỉ dưỡng. Sau 2 tháng tích cực điều trị, vết thương trên má Lương Bích Hữu dần ra da non và đỏ ửng. Đến lúc đó cô nàng mới dám quay trở lại sân khấu biểu diễn. Dấu vết của tai nạn cách đây gần 2 tháng còn in rõ trên má Lương Bích Hữu. Vụ tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến tinh thần và diện mạo của giọng ca cô gái Trung Hoa. Thậm chí cô từng không dám nhìn vào trong gương. Đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày Lương Bích Hữu gặp phải tai nạn khủng khiếp ấy, hiện tại vết thương trên mặt cô ngày nào cũng đã lành lại hoàn toàn. Trên gương mặt của cô nàng khó mà nhận ra được dấu tích của vết bỏng ngày xưa. Ngay cả khi Lương Bích Hữu để mặt mộc, nếu không nói chắc chẳng ai tin, trên khuôn mặt này của cô từng đã bị bỏng đến mức khiến Lương Bích Hữu không dám soi gương. Được biết nhờ phương pháp xóa mờ sẹo bằng tia laser, phần da trên mặt và cổ của Lương Bích Hữu gần như trở lại bình thường như trước. Nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra vết bỏng. Hình ảnh mới nhất của Lương Bích Hữu trông thật rạng ngời. Thủy Tiên từng hủy hôn trước ngày cưới 3 tháng vì rơi vào lưới tình của Ân Hoàng Phúc. Nữ ca sĩ tiết lộ những sóng gió từng gặp trong tình cảm và sự cố khiến cô một thời lâm vào khủng hoảng. Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên là khách mời tiếp theo của chương trình Talk Show do Trấn Thành làm MC. Giọng ca gốc Kiên Giang kể về khoảng thời gian tên cô trở thành chủ đề bàn tán rơm rạ của người dân từ trong nhà ra ngoài phố. Cô tâm sự vài năm trước, có một người bạn từng xe duyên cho Thủy Tiên và Công Vinh đã đẩy nữ ca sĩ vào cú sốc lớn. Người này làm việc ở một tờ báo nên ngỏ ý mời Thủy Tiên và Công Vinh thực hiện bộ ảnh cho số báo đặc biệt. Trong buổi chụp ảnh, Thủy Tiên được yêu cầu cởi áo, ở trong tình trạng bán nuy, hoàn toàn không che chắn thân trên. Ban đầu nữ ca sĩ e ngại có thể bị lộ những hình ảnh nhạy cảm, nhưng người đó trấn an, em phải tin chị chứ. Thủy Tiên tưởng ảnh cô sẽ được xử lý che chắn cẩn thận, nhưng không ngờ những bức ảnh gốc đã bị tung lên mạng. Sự cố từng khiến nữ ca sĩ sốc và hoảng loạn, thậm chí muốn giải nghệ. Ngoài ra Thủy Tiên còn kể chuyện trắc trở tình duyên trong quá khứ. Cô từng hủy hôn trước ngày dự định làm đám cưới 3 tháng, Thủy Tiên tâm sự. Nhà hàng đã đặt xong hết rồi, nhưng tôi nhận ra mình chỉ yêu gia đình người ta thôi. Sợ người trong giới và cảnh giác với trai đẹp, vậy mà cô lại rơi vào lưới tình của Ân Hoàng Phúc. Về sau Thủy Tiên yêu ca sĩ Ân Hoàng Phúc, nhưng cuộc tình này cũng không bền. Dù ban đầu từ chối tình cảm của cựu thành viên nhóm 1088, nhưng một lần về nhà anh chơi, chứng kiến sự hiểu thảo của Ân Hoàng Phúc với cha mẹ, Thủy Tiên đã bị chinh phục. Họ yêu nhau trong bí mật và chia tay cũng lặng lẽ vì lý do bất đồng quan điểm, Thủy Tiên nói. Sau đổ vỡ với Ân Hoàng Phúc, nữ ca sĩ tình cờ quen biết Công Vinh trong một buổi chụp ảnh chung. Lần đầu chạm mặt, Thủy Tiên đã đổ gục
vì cựu tiền đạo nổi tiếng quá đẹp trai. Sau buổi chụp ảnh, Công Vinh chủ động xin số điện thoại của Thủy Tiên, sau đó cặp đôi nhanh chóng phải lòng nhau chỉ sau vài tiếng gặp gỡ. Đến nay, cô đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, có cuộc sống hạnh phúc ấm êm bên ông xã điển trai và con gái xinh xắn. Ngoài ra, Thủy Tiên vẫn không quên tâm sự về khoảng thời gian nghèo khó của mình. Cô cho biết, hồi mới 9 tuổi, cô từng có ý định tự tử khi cha mất vì bệnh lao phổi. Mẹ cũng bị chẩn đoán mắc bệnh này. Cả nhà bệnh tật, họ hàng xa lánh, đẩy cô đến một nơi xa lạ vì sợ bị lây bệnh. Từ đó, Thủy Tiên cùng sống khép kín, cảnh giác với mọi người, ở cùng những người không thân thích. Thủy Tiên từng hứng chịu nhiều trận đòn roi bị bạo hành. Kẹt lịch diễn Trấn Thành dây dứt vì không thể về thăm cô giáo cũ dịp 20 tháng 11. Mới đây, nam MC diễn viên hài Trấn Thành đã lên kế hoạch đến thăm cô giáo sau dịp 20 tháng 11, ngay khi anh đi lưu diễn từ Mỹ về. Với Trấn Thành, người giáo viên anh yêu quý nhất, dành nhiều tình cảm mến nhất. Khá đặc biệt đó chính là giáo viên dạy âm nhạc. Và lý do để Trấn Thành mang theo tình cảm ấy suốt hàng chục năm, kể từ khi còn là cậu học trò cấp 2 cho tới khi đã trở thành ngôi sao lớn của showbiz Việt rất đơn giản, bởi cô là người chấp cánh ước mơ nghệ thuật cho anh từ những ngày thơ bé. Niềm đam mê của Trấn Thành với nghệ thuật đã hình thành từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Những dịp 20 tháng 11, phần biểu diễn của cậu học sinh Trấn Thành luôn là tiết mục hot nhất ở ngôi trường anh theo học. Không chỉ bạn bè, thầy hiệu trưởng cũng hâm mộ giọng hát của cậu học trò, sẵn sàng ghé tới lớp dự giờ chỉ để thưởng thức tiết mục của Trấn Thành. Những lúc đi diễn, Trấn Thành ăn khách không chỉ bởi khả năng ca hát mà còn bởi sự sáng tạo của anh. Từ cách đây gần 20 năm, anh chàng đã biết cách chinh phục khán giả bằng cách giả giọng những ngôi sao âm nhạc thời đó như Phương Thanh, và tất nhiên phần thể hiện mới lạ ấy luôn khiến mọi người hâm mộ. Anh kể lại, mỗi đợt văn nghệ dịp 20 tháng 11, kiểu gì tiết mục của Thành cũng được giải, không nhất cũng phải nhì ba, chứ không khi nào tay trắng hết. Phần vì rất chịu sáng tạo những tiết mục mới mẻ, phần nữa là vì cô giáo dạy nhạc luôn ưu ái và hào phóng khi đánh giá phần thi của Thành. Lần nào cũng vậy, cô luôn chấm tiết mục của Thành đoạt giải hết. Suốt mấy năm học cấp 2, những cái giải thưởng thời đi học đó nhỏ xíu thôi, nhưng tới giờ này nghĩ lại thì Thành hiểu rằng nó có ý nghĩa đối với mình nhiều lắm. Khi nhận được sự ủng hộ động viên, ngay khi những bước đầu chập chững theo đuổi đam mê, sự tự tin sẽ được hình thành và đi theo mình suốt cuộc đời. Trấn Thành cảm thấy may mắn khi có được một cô giáo tâm lý, ngay từ lúc mới tiếp xúc với âm nhạc, nghệ thuật. Sự nhìn nhận và động viên cô dành cho đứa học trò cấp 2 khi đó rất quan trọng, bởi nó giống như là viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của anh. Đến bây giờ, dù đã có thể sở hữu rất nhiều danh hiệu hay giải thưởng, thì Trấn Thành vẫn nhớ những giải thưởng nhận được ở sân trường, niềm vui khi nhận được nó và cái ước mơ tiến xa hơn nữa được bắt đầu ngay giây phút ấy. Trấn Thành không còn theo học ở mái trường Hồng Bàng và cô giáo Phượng, cô giáo dạy nhạc của Trấn Thành hồi cấp 2, nhưng tình cảm của hai cô trò vẫn giữ được nguyên vẹn cho tới tận bây giờ. Trấn Thành vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cô giáo cũ, người có một vị trí đặc biệt trong lòng anh suốt cả tuổi thơ và hiện tại. Nhắc tới cô, nam danh hài Trấn Thành vẫn luôn bày tỏ sự kính trọng, yêu mến và có cả phần nào dây dứt. Anh chia sẻ, vừa mới đây thôi, Thành có nhận được một tin nhắn của cô. Cô bảo 20 tháng 11 này nếu được thì em về trường với cô nhé. Hết năm nay cô về hưu rồi, cô muốn được một lần gặp lại em và các bạn ở sân khấu trường mình. Rất ngại và sợ cô buồn, nhưng lịch diễn sắp từ trước đó mấy tháng rồi nên Thành không thể đến với cô đúng ngày được. Nhưng ngay khi trở về chuyến lưu diễn, việc đầu tiên Thành sẽ làm là tới chúc mừng và mời cô giáo của mình đi ăn tối. Hai cô trò sẽ có nhiều thời gian hơn để mà ôm lại kỷ niệm cũ, và Thành mong là sẽ có thể làm cô vui như khi còn là cậu học sinh mê hát vậy. Trấn Thành cho biết anh đọc tin nhắn của cô và những kỷ niệm cũ ở mái trường Hồng Bàng cứ như ùa về cùng một lúc. Cả xúc động ấm áp trước tình cảm của cô giáo cũ, vừa dây dứt vì 20 tháng 11 lại trùng với lịch diễn của anh bên Mỹ nên không thể nào thay đổi được.